Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Husky. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin công nghệ mới nhất nhá. Cùng bắt đầu thôi. Thông tin đầu tiên liên quan đến con chip Snapdragon 8 Gen 2. Hiện tại thì mình sẽ để cái bảng thông số ở đây. Theo iUniversal thì hiện tại ông này ông cũng đã leak ra chúng ta hoàn toàn những cái thông số kỹ thuật rồi. Thực sự thì khi mà các bạn so sánh với những con chip ví dụ như Snapdragon 8 Gen 1 thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần xung nhịp của nó đã được đẩy lên cao hơn một chút, khoảng tầm 0.1 đến 0.2 GHz. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn lại thì toàn bộ những con chip Snapdragon 8 Gen 2 sẽ được TSMC sản xuất và gia công, chứ không phải là như Samsung sản xuất bữa trước nữa. Thực sự thì với TSMC thì chúng ta sẽ có một cái mức nhiệt độ của con chip nó sẽ hạ xuống nhiều hơn so với con chip Snapdragon 8 Gen 1. Mình cũng đã sử dụng con chip và Snapdragon 8 Gen 1 trên Galaxy S2 Ultra rồi. Thực sự thì Samsung họ bị bóp hiệu năng cái con chip này rất là nhiều. Và khi mà mình sử dụng nhá, những cái tác vụ thông thường thì các bạn có thể thấy được rằng là nhiệt độ của nó cũng tăng lên rất là đáng kể. Sử dụng thì hơi bị nóng máy và khá là khó chịu. Thậm chí các bạn có thể thấy được mình đã phải gắn thêm cái quạt tản nhiệt ở đây nữa. Đấy, cái phần đế tản nhiệt để có thể lắp được quạt tản nhiệt vào. Con chip Snapdragon 8 Gen 2 khi mà so sánh với những con chip khác, ví dụ như là A15 Bionic hoặc là A16 Bionic thì thực sự là cũng không thể nào so sánh được đâu. Tuy nhiên thì mình mong rằng là con chip Snapdragon 8 Gen 2 tới đây chúng ta sẽ có một cái mức nhiệt độ nó ổn định hơn. Nhưng khi mà các bạn sử dụng thông thường ấy, nó nóng lên cực kỳ nhanh thì đây chính là một cái điều mà người dùng chúng ta thường là không thích. Hiện tại thì có một số thông tin liên quan đến con chip Snapdragon 8 Gen 2 sẽ được ra mắt vào ngày 15 hoặc là ngày 17 tháng 11 tới đây tại sự kiện ở Hawaii ở Mỹ nha các bạn. Và con chip này sẽ được sử dụng GPU là 740, một trong những GPU mạnh nhất và mới nhất. Nhưng mà khi nhìn lại thì thực sự là cần phải tối ưu hóa nhiệt độ tốt hơn nữa. Những cái thiết bị mà sẽ sử dụng con chip này thì thường sẽ là Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 cũng như là Xiaomi 13 hoặc là Vivo X90, những cái sản phẩm đầu bảng của các hãng nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Chúng ta đến với thông tin thứ hai, đó chính là dòng Oppo Reno 9 hiện tại đã rục rịch ra mắt rồi. Khoảng tầm tháng 11 tới đây chúng ta sẽ có những cái thông tin, những cái hình ảnh đầu tiên liên quan đến Oppo Reno 9. Hôm trước thì mình cũng có lên bài liên quan đến Oppo Reno 8 Pro Plus thì các bạn cũng có thấy rồi, một trong những cái con máy mà thực sự là người xem của kênh mình có một cái niềm yêu thích đối với Oppo Reno 8 Pro Plus rất là nhiều. Thậm chí là khi mà mình bán cái chiếc máy này đi rồi cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình rằng là chiếc máy này đã bán chưa, hay là cái chiếc máy này có thể mua ở địa điểm nào, cửa hàng nào. Với cái chiếc Oppo Reno 8 Pro Plus thì theo mình được biết là khoảng tầm từ ngày 4 tháng 10 tới đây chúng ta sẽ có những cái hàng chính hãng, nhưng mà tháng 11 lại có cái hàng nội địa Oppo Reno 9 ra mắt rồi. Thì không biết các bạn thấy thế nào, tuy nhiên thì Oppo Việt Nam thực sự là ra mắt con này hơi bị chậm. Mình mong rằng là sau này Oppo Việt Nam họ sẽ lắng nghe nhiều hơn và ra mắt cùng thời điểm với cái bên Trung Quốc, bên nội địa, và cũng có thể là muộn hơn, tuy nhiên là muộn hơn khoảng tầm 1 tháng thôi là ok nhất. Theo Digital Chat Station thì họ cũng có nói rằng là cái con chip sử dụng trên Oppo Reno 9 series sẽ là Snapdragon 7 Gen 1 hoặc là Dimensity 8 series. Và những cái con chip này thì sẽ được nâng cấp lên theo cái tên gọi. Ví dụ như là Oppo Reno 9 Pro Plus, chúng ta sẽ sử dụng một con chip mới hơn và tiên tiến hơn. Nhìn chung thì với thiết kế của Oppo Reno 8 thì thực sự cũng khá là đẹp rồi. Mình mong rằng là thiết kế của Oppo Reno 9 cũng sẽ được giữ vững nguyên cái thiết kế như này và cải tiến thêm một chút để cho chúng ta có một cái trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Với bây giờ nhá, Trung Quốc họ sẽ cải tiến lại, tức là toàn bộ các hãng như Xiaomi, Huawei hay Vivo, thậm chí là Oppo nữa, họ cũng sẽ phải quy chuẩn lại một cái công nghệ sạc mang tên là UFCS. Một cái công nghệ sạc sẽ bắt đầu khởi điểm là từ 40W và toàn bộ những cái thiết bị của họ sẽ có thể sử dụng chung với một củ sạc và một dây sạc đến từ nhà Trung Quốc. Hiện tại thì Trung Quốc họ sẽ bắt buộc toàn bộ những cái hãng sản xuất tại Trung Quốc nhá, sẽ phải sử dụng những cái chuẩn cổng sạc 40W như này để có thể cải tiến. Nếu mà năm sau thì chúng ta sẽ có thể nâng lên được khoảng 60W. Rồi, và như vậy thì với những cái chiếc máy mà bán ở quốc tế ấy, thì chúng ta cũng sẽ dần dần chuyển sang cái chuẩn sạc như này. Và thực sự thì với chuẩn sạc 40W thì không biết là Samsung họ có bắt kịp được hay không. Tuy nhiên thì đây là cơ hội chính để có thể Samsung họ cải tiến trên những cái dòng thiết bị như Samsung Galaxy S23 hoặc là thậm chí Samsung Galaxy S24. Chúng ta sẽ có cái chuẩn sạc bắt kịp với những cái thương hiệu đến từ Trung Quốc tốt hơn. Thông tin cuối cùng liên quan đến Pixel 7 ra mắt vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Thực sự thì với Pixel 7 cũng như Pixel 7 Pro, những cái thông số kỹ thuật ấy thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn xem trên GSM Arena thôi. Những cái thông số kỹ thuật đặc biệt nổi bật thì thực sự là những cái chi tiết ấy thì cũng không khác biệt quá nhiều so với Pixel 6, Pixel 6 Pro đâu. Google họ sẽ cải tiến với cái phần mềm nhiều hơn.
Nhưng đây chính là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể sử dụng những cái chiếc Pixel 6 hay là Pixel 6 Pro với một mức giá khá là hời. Hiện tại thì mình tham khảo trên một vài như trang Chợ Tốt chẳng hạn, hoặc là trang Facebook thì anh em cũng có bán là Pixel 6 chỉ khoảng từ hơn 11 triệu thôi, và Pixel 6 Pro chỉ khoảng hơn 14 đến 15 triệu là chúng ta đã có những cái thiết bị vô cùng đặc biệt đến từ nhà Google rồi. Còn các bạn thấy thế nào cái thiết bị Google Pixel 7 này? Đừng quên comment ở phía dưới nhé. Còn các bạn thấy thế nào? Đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. Còn bây giờ tí xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.